cho em kể thêm một trước quá khứ một tí nhá. Như thế này này, là chị em là lúc trước là chị em là một người rất là bình thường, không có bị cái gì cả, rất là một người bình thường. Nhưng mà sau này chị em cũng biết là có trên một chuyến xe đi miền Nam về, có quẹo gặp một người bị say xe, thì có một người con trai thì nghe nói là có làm cho một cái gì đó để cho khỏi say xe, thì có cột một cái khăn tay vào khăn bù xoa vào tay cổ tay á. Thì sau khi từ đó thì chị hết say thì về nhà, đi dọc đường về thì hình như hai người có hứa hẹn với nhau là có quay lại thăm, về thăm. Thì cái ngày đó là 2015, 2000, 2005, 2005 ấy, Lẻ năm. không, em lộn, quên, 1995, 95, tại vì 998 chị sinh mà, 95, khoảng năm 95 mà chị đi trên chiếc xe, là cái người đó cột cái khăn. Là từ đó là hai người có hứa hẹn với nhau là tháng 6 năm sau quay lại, tức là tháng 6 Tháng năm 96 sáu. quay. Cái người đó không có quay lại, thì ở nhà là nhà em có 6 chị em, thì là chị gái thứ hai ấy, thì là đi đi lấy chồng hồi 18 tuổi. Thì còn cái chị hiện tại mà em đi tìm cháu đó là chị đầu tiên. Thì là khi đó chưa lấy chồng, cho nên là mẹ mới nói là thôi có ai yêu thì lấy đi cũng được, rồi cho em đã lấy chồng rồi còn chị ở lại. Thì hồi xưa cái kiểu như vậy là giống như kiểu mà em lấy chồng trước là nhìn dân làng người ta cũng nghĩ nghĩ cái gì đó ấy, kiểu thế đó. Thì em thì mẹ em nói vậy thì hai người giống như cùng không có yêu thương nhau gì đâu, mà làm mai làm mối gì đó để quen nhau, rồi là trong vòng 1 tháng là cưới. Nhưng mà thời gian đó thì cũng không có gì xảy ra hết. Nhưng mà xảy ra cái khi mà chị đi may đồ cưới về, thì cái ngày là còn 2 ngày là đám cưới, thì là cái thì chị là chị lấy đồ cưới về là về nhà tự nhiên nói với mẹ là bây giờ mẹ không có chịu lấy chồng nữa, mẹ đi hoãn cái đám cưới đi cho chị. Dạ, thì mẹ nói là thì bây giờ mẹ đã hết trơn, mẹ đã chuẩn bị hết rồi, với mời khách cưới hết rồi, thì bây giờ không đồng ý thì con phải đồng ý chứ, giờ chẳng lẽ bắt đi hoãn, mẹ không có mặt mũi nào đi. Thì chị cứ nói tới nói lui là không có chịu lấy, để chị giống như cục điên loạn lên vậy đó anh, cục phát điên loạn lên vậy đó. Thế mẹ mới bực quá, mẹ nói thôi bây giờ thì đuổi ra khỏi nhà quá, chứ bây giờ con cái gì như thế này, giờ làm lỡ việc của mẹ người lớn á. Thì từ đó là chị cũng như là cứ điên điên loạn loạn, điên điên loạn loạn. Thì sau đó là một nhà em cũng để chị ở, cho chị ở trong nhà, tức là không cho ra ngoài, tại vì sợ cái vấn đề nữa đó. Thế sau khi chị đi chị một thời gian thì kiểu nhà em cũng nhiều việc, mẹ cũng bận rộn, thế lung tung, rồi là không ai coi ngó nhiều nữa. Xong rồi chị đi đêm, có đi đêm một thời gian nào đó, rồi là kiểu như là gặp những cái người xấu á, thì người ta thành ra chị có bầu lúc nào là gia đình em không biết. Đến khi chị 6 tháng thì mẹ em mới phát hiện ra đó. Rồi. Cho đến khi chị sinh cái đứa bé đó ra là kiểu mẹ sợ chị là kiểu là không có làm chủ được cái bản thân á, cho nên sẽ em bé ở nhà, kiểu nhiều khi mẹ cũng bận đang còn đi làm. Thế nhà Rồi. em thì còn em mối thì còn đứa đi học rồi, đứa này kia rồi, không có lo được đó. Rồi mẹ mới nói Rồi. là thôi nhận nuôi. Rồi, cho anh hỏi. Vậy rồi cái việc mà cái anh mà cột cái khăn vô tay của chị em đó, thì em muốn dẫn chứng đến cái sự mà điên loạn của chị hay là có liên quan đến anh đó? Có liên quan gì tới anh đó không? Dạ có, theo em là có, tại vì như thế này, anh ấy có thể có hẹn quay lại, nhưng mà sau khi anh đó chưa có quay lại thì là anh ấy nói một thời gian sau, là tức là tháng 10 chị đám cưới, thì chị bị điên loạn như vậy là khoảng chừng đến tháng như là gần đến mùa hè, em nhớ là mùa trời nắng á, là anh ấy có quay lại và xin lỗi gia đình em. Để xong xong rồi anh ấy còn nói là con đến thì muộn đi rồi, tại vì là vẫn vẫn nói về nhà em là anh có hứa là con có hứa là có quay lại, là tháng 6 con quay lại, nhưng mà con lo làm việc nên con quên, con không quay lại. Thì khi mà con biết được là con thấy trong gia đình con là hình như là em mất nè, rồi chị mất nè, nói chung trong gia đình còn người đó là hai người, ba người, ba cái tang liên tục trong vòng mấy tháng đó. Thì anh mới nói là con đi buôn bán, là anh đó là đi buôn gỗ từ nước ngoài về, tức là Thái về Việt Nam, Lào thì anh cũng đi hết. Thì anh nói là anh đi buôn buôn gỗ, nhưng mà đi chuyến nào cũng bị bắt hết,
đó là bắt về là thua lỗ với lại gia đình á, thì tang tóc như thế, cho nên là anh mới mới ngồi suy nghĩ lại thì anh mới nhớ thực nhớ đến cái vấn đề là có quen chị em và hứa hẹn quay lại thì không quay lại, thì là từ khi đó anh về anh ngồi xoài vòng gia đình em thì anh có kể vậy, xong anh ấy ngủ lại một đêm, anh ngủ lại một đêm ở nhà em với nửa ngày gì đó, thì xong anh xin phép anh đi. Rồi còn cái việc mà chị hủy hôn có thể là vì anh này xuất hiện không? À, em nghĩ là trước khi mà chưa 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 cưới á, là anh có nói với em là à, con chị em có nói với em là có quen một người nhưng mà à, có hứa quay lại mà sao không thấy quay lại, chưa thấy quay lại, tức là chị vẫn mong vẫn chờ, tức là có thế. Nhưng mà sau khi em thì khi đó em cũng chắc cũng khoảng 14 15 gì đó, thế nên em cũng chưa có để ý đến, nói chung em không có để ý những cái chuyện nhiều, em chỉ nghe sơ sơ để ý cũng tâm sự nhiều á. Thì sau khi mà anh ấy không quay lại á, thì mẹ em mới nói là thôi giờ kiểu như là trong trong nhà là kiểu chị em gái đã lấy chồng rồi, có con rồi thì thôi ông ấy thì chị cũng lấy chồng đi, kiểu người ta nói là ồ kiểu này kia anh Rồi, cũng anh hiểu rồi. Rồi cho anh hỏi là khi anh này trở lại là sau khi chị hủy hôn hay là trước khi chị hủy hôn? dạ sau khi chị hủy hôn rồi là chị đã điên loạn lên, tức là chị điên loạn lên rồi là khoảng một Có nghĩa là sau khi hủy hôn thì 1 2 năm sau anh này xuất hiện lại, và sau khi anh này xuất hiện lại thì có gặp được chị em và đôi bên trò chuyện còn tỉnh táo không? có, tức là anh ấy có quay lại và khi quay lại thì chị em cũng điên loạn lên rồi, thì nói chung là thì cũng em không biết là chị em có nhận ra hay không thì em không biết, nhưng mà anh thì anh đó thì có nhận ra chị em thật, nhưng mà chị em thì em thấy khi đó cũng kiểu như là nhiều khi nhớ cái này thì nói cái này, nhớ cái khác thì nói cái khác, chứ cũng không phải là không có gọi là không có bình thường đó, kiểu khi đó Không là bình không bình thường. thường đó. À, chị em bị như vậy đó thì theo em nghĩ là do chị em thất tình vì anh này, hay là do cái mầm mống bệnh chị em đã có sẵn, hay là do chị em gọi là bị ép gả cho cái người mà hủy hôn đó, thì theo quan điểm của em thì do lý do gì mà xảy ra cái việc bệnh tình của chị em? À, em nghĩ thì ba cái vấn đề anh nói thì em thấy không có cái nào là hết, không có cái nào là giống với cái trong trường hợp của chị em, tại vì là gia đình em cũng không có ép, tại vì mẹ em chỉ khuyên thôi, thì nói thì thôi, thì cái đó là chị đồng ý thì mới chấp nhận thì mới mới làm đám cưới thôi, Chắc đâu có ép đâu phải không? có phải là mẹ em bắt chị phải lấy Rồi, đâu. anh hiểu rồi. Vậy cho anh hỏi là bây giờ thì chị em còn khỏe không? Nói chung là cũng không được khỏe lắm đâu, nhưng mà vẫn làm việc vẫn nói chung vẫn tỉnh táo hơn xưa, tức là càng ngày chị càng tỉnh táo càng ấy hơn, chứ không phải là giống hồi xưa tung tung hoặc là nói ấy thì đã thay đổi rồi, đỡ càng đỡ. Rồi chị có ý thức được là chị cho một người con này kia vậy không? Có ý thức được điều đó không? À, dạ có, tức là chị á, mỗi lần em về là chị á, cũng hay nhắc em tới cái vấn đề này, tức là nguyện vọng của chị là vẫn cứ nhớ tới đứa con là nhiều lắm, nhưng mà kiểu chị bây giờ chị nghĩ chị cũng chẳng làm được cái gì để mà kiếm được cháu, thế nên là chị không có bao giờ chị kiểu như là không có trách móc gì ai, nhưng mà chị nói là chị nhớ nó thôi, không biết bữa này nó là nó như thế nào rồi, nó lớn hay nó nhỏ hay nó làm sao, nó kiểu như vậy đó. Rồi, ok em. Trước tiên là em cho anh biết tên và năm sinh của em ha. Dạ em sinh năm 1980 em. Em tên gì? Em À, em ơi, khi nói chuyện mình cố gắng tập trung một chút xíu ha, đừng có làm những cái việc quơ quằng này kia xung quanh nữa nha. Nó ổn định rồi mình tập trung vào nói chuyện ha. À, Duyên. em giới thiệu lại tên và năm sinh của em ha. Dạ em sinh năm 1980. Em Trần Thị Chuyên. Trần Thị Chuyên em. Dạ chuyên cần anh. Chuyên cần. Rồi Chuyên hiện tại là em ở ở tỉnh thành nào? Dạ hiện tại em đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Được, hình như là quê em ở miền Trung à? Dạ Ở tỉnh nào em? em ở Hà Tĩnh, em ở địa chỉ của em là Thạch Xuân, Thạch Hà Tĩnh.
Rồi hôm nay là em kết nối là để kiếm ai chuyên? Dạ, hôm nay em muốn kiếm cháu em. Cháu em tên gì và sinh năm nào hả? Dạ, cháu em là chưa đặt tên anh ạ, tại vì mới sinh được đâu 2 ngày tuổi thì mẹ em có cho một người nhận nuôi. Gia đình em chưa đặt tên. Năm nào em sinh năm nào? Dạ, khoảng em nhớ nhá, em nhớ là cũng cũng chắc là không có chính xác 100%, nhưng mà em nhớ là khoảng tháng 9 âm lịch năm 1998. À, khoảng năm 98 nhà. Trai hay gái em? Dạ trai anh. À, trai. Rồi sinh ở đâu và cho ở đâu? Dạ em chị em sinh ở trạm y tế Thạch Chon Thạch Hà Hà Tĩnh, nhưng mà khi sinh xong 2 ngày thì bồng về nhà rồi, tức là có bồng về nhà rồi, nhưng mà em cũng không biết là mẹ em hứa hẹn hay là nói cái gì thì em không biết, nhưng mà cái người người ta em về đến nhà thì đã thấy có người đến nhà em và nói với mẹ em cái vấn đề là xin nhận nuôi. Và có biết là cái người xin nhận nuôi đó là tên gì không? Dạ em chỉ biết là khi đó em cũng không có trực tiếp nói chuyện, nhưng mà em đứng ngoài cái cuộc nói chuyện ở đó thì em nghe được đó là cái cô, em tạm thời là xưng cô, tại khi đó em thấy cô ấy cũng lớn tuổi rồi, là cô ấy khoảng khi đó chắc cũng ba mấy 40 tuổi đấy, em nhìn em đoán như thế, nhưng mà cũng không biết là có đúng không nhá. Còn cô ấy giới thiệu là cô ấy tên Yến. À, có giới thiệu tên Yến. Rồi. Mà cô nói là cô ở ở ở dưới thành phố Hà Tĩnh, ở đằng sau trường Phan Đình Phùng, gần nhà hát Nhân dân. À. Nhưng mà cô ấy không có cho chính xác đâu nhá, À. tức là không có cho Rồi. địa chỉ nhà, tức là địa chỉ nhà thì em không có nghe. Thì mình nghe thông tin như thế nào thì mình cứ chia sẻ như vậy, rồi còn cái chuyện là đúng sai gì cái chuyện đó mình không có thể nào mình biết được. À, đôi khi có cái chuyện là người ta có đánh lạc hướng hay không, hay là người ta nói chân tình hay không thì cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà trước mắt nghe giới thiệu vậy thì mình cứ chia sẻ như vậy. Và lúc đó là cô Yến đi cùng ai em? Dạ đi cùng một chị, đó là chị anh là chị họ bên nhà em, tức À. là chị họ họ bên 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 bố em á, dắt người đó đến nhà em, tức là cái chị đó là biết, hình như là có biết mẹ em, cũng nói về cái vấn đề là kiểu như là chị em sinh con rồi sợ chị em này nọ kia rồi là không có chăm được con á, rồi chị nghe được tin như vậy để dắt người đến để xin, tức là hứa. Vậy vậy bây giờ mình có lần theo cái manh mối của từ chị anh để mình hỏi không? Dạ có, em từ khi mà mẹ em mà cho cái người đó nhận nuôi á, là khoan em quên kể cái khúc này này, tức là cái khi mà mẹ em trao cái đứa cháu cho cái chị người nhận nuôi đó, là mẹ em có nói là sẽ đi thăm, đến thăm, thì cô ấy vẫn nói là vẫn cho đến thăm đó, vẫn cho đến thăm thì vẫn đến thăm bình thường, thì khi nào nhớ thì đến thăm. Nhưng mà sau khi đó em cũng không có biết, mẹ em thì không có nhớ, nhưng mà em thì cũng ở ngoài cuộc nói chuyện đó, mà em cũng không có nghe cô đó cho địa chỉ chính xác là địa chỉ nhà ở đâu, chỉ cho cái khu vực ở đó thôi. Và sau này thì cũng già già nên xe cộ không biết đi, thì mẹ em không có đi kiếm, nhưng mà em mẹ tự em thấy nhớ thì em tự cũng em cũng có đi tìm nhiều lần, nhưng mà em cũng chỉ đến những cái khu vực đó thôi, chứ mà em hỏi nhiều người xung quanh thì người ta cũng không có nói, không có biết. Thì sau cái thời gian nhiều lần em đi tìm, tức là nhiều lần em đi tìm lắm, nhưng mà em không có tìm được, không có biết cái cách nào để tìm. Cái sau này 2 năm sau thì em đi vào miền Nam, thì khoảng 3 năm là em về một lần, là năm nào em cũng đi kiếm. Và sau sau khi 3 năm một lần là em về, là em có kiếm cái chị họ của em để em hỏi là cái địa chỉ chính xác và cái khi chị ấy dẫn cái người đó đến như thế nào, thì chị ấy nói là không có, chị ấy nói là chị không có biết nhà nhà cái cô đó, mà chị ấy chỉ gặp rồi quen biết thì giới thiệu vậy thôi, chứ chị cũng không có biết gì hơn ngoài cái điều gì khác. Với lại chị nói với lại chị cũng quên hết, chị không biết cái gì cả, chị nói chị không nhớ luôn.
Thôi được rồi, bây giờ thế này em nè, là cái sự mà mình muốn lên kiếm cháu thì cái điều đó là từ cái vế bên em thì mình muốn thì mình cứ lên mình kiếm. Còn cái việc mà có kiếm được hay không, hay là gia đình bên đó có tạo điều kiện hay không, hay là cái duyên có đủ để mà kiếm được lại cháu hay không, thì cái chuyện đó thì đến đâu thì chúng ta đón nhận tới đó. À, chứ thật sự là nó cũng khó đoán, và cũng hy vọng rằng là bên gia đình nuôi mà có nghe được câu chuyện này thì cũng mong được cái sự tạo điều kiện để cho mẹ con dì cháu này kia được biết về nhau. Chứ còn thật sự thì bây giờ cháu nó cũng lớn rồi thì nó cũng có cái quyền của nó, và hơn nữa là coi vậy chứ cái công công dưỡng nó cũng rất là lớn, vì vậy cho nên là cháu nó cũng không có bao giờ nó bỏ cô hay là bỏ gia đình để mà nó về bên cội nguồn hay là này kia đâu. Thì nó để biết được cội nguồn là cái điều đó của chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho đôi bên để đôi bên biết về thông tin của nhau. Thì nếu có ở trong cộng đồng có ai biết được thông tin này, có ai ở gần nhà cô Yến ở cái khu vực mà ở đường Phan Đình Phùng, thì cũng mong là cô chú tìm hiểu dùm và báo tin dùm cho bên gia đình của cô Yến, đặc biệt là báo tin cho cháu trai đó dùm. Năm nay vậy là tính ra thì cháu nó cũng đã 26 tuổi rồi phải. Ừ, 26 tuổi rồi. Ok em, rồi có ai lên tiếng về điều này thì anh sẽ báo cho em biết. Nếu như mà ai mà báo tin được á thì em hậu tả là 20 triệu đó. Ừ. Rồi anh nắm được cái nội dung cơ bản rồi, có gì anh báo cho em hay nha. Chào em nha. Dạ, em chào anh, cảm ơn anh trước Rồi nha. ok, bye em.